Protein động vật, đây là một trong những cái nó sẽ làm hại cho cái làn da của mình và nó sẽ làm cho cái hắc sắc tố của mình nó nhân bào và tăng trưởng rất nhanh. Có thể nói là tăng trưởng gấp 10 lần so với người ăn nhiều protein thực vật. Và protein động vật là cái sẽ làm cho nám của chúng ta đậm hơn và thậm chí là rất khó chữa. Protein nó rất nhiều trong động vật bốn chân và thịt đỏ, nhưng protein ở trong thịt động vật bốn chân và thịt đỏ nó là dạng protein khiếm khuyết. Và chính cái protein khiếm khuyết này khi mà mình ăn vào thì làm cho cái tế bào của mình rất dễ bị đột biến. Và khi cái tế bào của mình nó đột biến thì nó sẽ làm cho những cái tế bào trong cái cơ thể hiện tại của mình, những cái tế bào nào nó đột biến nó sẽ nhân bào rất là nhanh. Đó là nó làm cho những cái hắc sắc tố, những cái tế bào hắc sắc tố bắt đầu là nhân bào lên với cấp độ 10 lần. Đó là lý do tại sao các chị ăn thịt nhiều là da của các chị càng ngày càng sạm, da của các chị càng ngày càng tối màu đi. Còn đối với mình thì mình dùng máy Lumispa nâng cơ xóa nhăn đấy các bạn, rửa sạch mạch của mình nha. Nếu mà nói đến một sản phẩm mà để giúp cho chị em phụ nữ của mình trẻ lâu nhất có thể và chậm lão hóa thì mình luôn khuyến khích mọi người dùng Omega 3. Và mình đã uống trung thành 5 năm nay rồi. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì lúc trước là mình cũng có bị tàn nhang và nám. Và Omega 3 nếu mà là loại Omega tốt thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị nám. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như là chúng ta còn trẻ thì cái hàm lượng estrogen của người phụ nữ rất là dồi dào. Nhưng từ khi mà chúng ta sinh em bé xong hoặc là phụ nữ bước vào cái giai đoạn là lão hóa thì cái quá trình sản sinh estrogen tự động sẽ bị suy giảm. Và estrogen là cái gì? Estrogen chính là cái mà nó sẽ phân bổ cái giải màu trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà khi mà nó bị suy giảm do chúng ta sinh em bé này hoặc là do chúng ta bị lão hóa thì chắc chắn sẽ không còn những cái anh hùng để mà đem giải cái giải màu trong cơ thể chúng ta một cách đều đặn nữa. Thì lúc này những cái hắc sắc tố melanin nó sẽ dễ bị kết tủa và tạo thành những cái vệt nám. Khi mà chúng ta uống omega 3 thì nó sẽ kích thích cho cái cơ thể của mình tái tạo và tổng hợp cái estrogen được sản sinh ra. Từ đó cái giải màu trong cơ thể chúng ta sẽ được trải đều và lúc này cái tình trạng nám cũng được